Tổ trước cô thấy là bữa hổm tôi xịt tưới đạm cá là nó tốt lắm. Cái cả cái cô thấy có 2 tháng rồi mà tôi chưa có chăm đạm cá nè. Mới cắt học sơ qua năm mình làm mông á. Là chú chuẩn bị thôi đúng không? Mới chuẩn bị à. Đợt rồi mình đại ngủ rồi. Chưa. Ở sầu riêng này cái mới chưa ngọn à. Từ đây với tổng là mấy thằng món thon à. Cây này vừa mình được mấy năm rồi chú. Cái này là rằm tháng 7 âm lịch mình được 4 năm à. Bữa nay như còn mấy vài bữa nữa được 4 năm. Chú cho con hỏi hồi xưa mình trồng này gốc gỗ hay gốc nhất chú? Cái gốc mình mua bó gốc gỗ á. Gốc gỗ rồi, tại vì nó có ấy mà, gốc gỗ. Cái này của mình ở đây là được bao nhiêu gốc? Này là 120 gốc à. Hồi đó cái tôi trồng trong mít khoảng gần 2 năm mà tôi mới đốn luôn mít. Rồi nên là không có chăm sóc gì nữa không á. Nhưng mà cái lục cây của chú nó bự nè. Mà nói chung hồi đó có tôi kêu cái mấy ông anh này cái ông tứ cái đạm đậu nành lần đầu tiên đó thấy lá nó tốt rồi sao lại cái mua thêm đạm cá tứ được 2 lần rồi. Là chắc sale mình từ đạm đậu nành mình chuyển sang đạm cá luôn. Đạm đậu nành thì xịt trên lá rồi đạm cá thì tôi tứ gốc á. Rồi cái này hàng tháng mình cũng xịt sâu rầy bình thường hả chú? Tiệm mà mất công chuyện quá à. Tôi để dưới này tới 20 mấy ngày tôi mới tứ rồi nên là lá hơi bị ấy à. Nó không được thẳng như hồi có mà lúc trước lá nó đẹp lắm. Tại con nghe là đợt này hình như nó bị sâu rầy nhiều à. Đợt này thì rầy tấn công nhiều cái này mà theo mà tôi xịt mình đừng có bỏ cử nha. Tôi xịt chiếc này mình xịt mình đạm cá rồi vô gốc rồi thêm là nó cái này mình... mà có cái chừng 2 tháng rồi chưa xịt đạm cá mới có hồi cắt học này có gãy số khu cơ nở. Vậy mình bỏ nó 2 tháng rồi cũng hơi lâu rồi. Hai tháng mấy ạ? Cái này vườn của mình có thêm phối thêm một mít không chú? Có, tôi lấy đạm cá bên cô đó rồi cái tôi cộng thêm cái hũ mít của là mua nguyên một combo không chú? Ừ. Vườn của mình dễ cũng khỏe nè, cây thấy nó mập quá. Cây thấy được hả? Mấy cái bên này nữa chú có thể bỏ bớt không? cái đó nói chung tôi mà ấy thầu riêng tôi cũng chưa gành cho có mấy đứa cháu được rồi nó cắt đọt với nó tiễn ba cái chèo này kia đó. Cái cắt đọt đó xong giờ nó ra phim bơi. Cây nó sung quá nó tiễn. Tứ khoảng chừng 12 ngày tôi tưới thức sâu lần ha chứ tôi hoa cái đậm đậu nành cũng tưới được 2-3 lần à. Rồi hai chiếc này tôi xịt máy bay đó nên là tôi không dám pha cái vòi dưỡng đậm đậu nành. Nên là không có rảnh đó. Đợt chú xịt bằng máy bay chú thấy hiệu quả không chú? Nói chung thấy cũng như nó tạm được rồi thôi chứ nó so với mình xịt tay nó không bằng nổi đâu. Mà giá nó cao chú? Tôi xịt chiếc này mướn nó xịt 200 lít có 800 ngàn. Rẻ hơn mà tiết kiệm công hả chú? Tiết kiệm công được mà cái tỷ lệ mà ước chứ đạt thì nó so với thì nói chung mình giải quyết cái tạm thời thôi chứ. Nếu mà có điều kiện mình tưới tay là thấy là nó đạt nhất. Trong lòng này kia rồi lá này kia đâu có quấn gì đâu. Mình tưới kia là lá này kia mất được à. Tại vì chuyện này tôi bỏ à. Tính là hai đợt tưới máy bay à. Tôi mới không lo miếng giường kia đó không có không á. Như hồi lúc chú xài đậm cá vô mít đó chú pha vô phi chú xịt hay như thế nào chú? Tôi pha vô con phi tôi xài bét nhuyễn nè. Xài vô bét luôn à. Rồi mình cắm cũng cỡ này xong mình bóc bét lên mình tưới. Cắm tự động bét tứ à. Dạ. Nói chung bây giờ tứ cho nó đỡ công chút. Dạ. Vườn này là mình nên chú làm không chú? Dạ, có mình tôi à. Tiếng mà tôi cắt học tôi gãi à. Còn cái mà mình tưới theo cái này đáng lẽ ra mà tới tưới đạm cá này kia khoảng tưới có 2 cứ nữa rồi đó. Mà tại vì tôi bỏ tôi chưa có không tưới á. Công làm. Không rồi công làm mới cái tại công ty bèn đang kêu người ta làm mấy miếng giường trống đó rồi mới kêu máy bay tới đỡ cái máy bay tới tôi thấy tới mới sáng thấy tới không đạt không nó bị rầy cái này nó lên rầy xanh rồi. Ừ. Công màu xanh hết rồi.
là nó qua một cử rầy nè. À, cử rầy nó bị ấy rồi. Rồi đó tôi tưới tay cô thấy cái lá tôi mướt lắm, nó không có bị nhăn mà mấy tốt đọt này đâu. Nhưng mấy cái ở sát sát ở trong này nè, mấy cái tàn đồ ở trong ở trên nó che cái tàn ở dưới, máy bay nó sụp xuống. Rồi sẽ nó đâu có hết đâu. Còn mình xịt tay mình đi dùng. Tôi xịt tay này thường trung bình khoảng chừng 1.000 lít nước, máy bay sáng xịt tôi có 200 lít nước à. Nên là cái tỷ lệ đạt là nó không đạt nổi đâu, mà mình như mình giải quyết cái tạm thời cho mấy con gầy nó sợ nó bái vậy thôi. Cô thấy mấy vườn bên kia kìa, thấy không? Người ta xịt tay á, nó đẹp chứ đó. Trời ơi, ra mức lắm. Bây giờ mà vườn bến này so vườn tôi là nó đâu có đạt bằng vườn tôi đâu, mà từ tiệm gà tôi chăm sóc chưa có kỹ rồi nên nó bị cô thấy là bữa hôm tôi xịt tưới đạm cá là nó tốt lắm. Cái cả cái cô thấy có 2 tháng rồi mà tôi chưa có chăm đạm cá nè. Cái thùng của cô tôi tưới cũng tôi bỏ đây nè. Giờ như cái mình chỉ sẵn làm mà hết tưới đây rồi. Dạ. Bò mình tưới là cái thùng của cô tôi còn đang tưới bỏ. Một lần như cái hồ này là sức chứa bao nhiêu chút, mấy ngàn lít? Cái này hồ này có chừng 2 khối mấy gần 3 khối. Mà tôi tưới lần nói chung là tưới lần thùng nè. Ừ. Một thùng này với khoảng chừng cỡ 4 kg hung mít. Dạ, là 1 bộ. Rồi với khoảng chừng cỡ 5 kg nấm chi cô. À, dạ. Nhiều đó. Mà hồ cái bồn này tới 2.000 lít nữa chứ tưới cũng phải lỏ. Ờ, nó hơi. Mà tôi tưới gì thấy mà thấy nó tốt mà nó cũng đạt rồi. Dạ. Bữa hôm tôi tưới nha. Nói chung người ta lại thấy ôi trời ơi cái lá gì đâu mà thấy ngon dữ dằn á. Mấy dằn lá trước của nó nè. Ừ. Còn mấy đợt sau là mình thấy là mình bỏ không chăm. Không chăm đó là thấy cái 20 mấy ngày mà mình kêu máy bay xịt chiến rồi với chiến này. À, thấy là xịt dạng ấy thôi nó không phát. Cô đi. Tưới đó là trong này có cái máy phát được sao? Ở trong này là cái máy. Ở trong này có máy này kia rồi đưa ra này mình tưới tự động nó hút luôn à. Cho mình khỏi cần gì cho mình vô bơm nước là làm mau lắm. Tưới sâu này kia đồ có ấy là làm nó mau. Thì cứ vòng vòng đó hà đi tới đây đi vô. Thôi nói chung là thấy đứa cháu nó làm sầu riêng ấy rồi nó hôi thôi của cậu, cậu cắt ngọn cho nó bớt đi, đặng cho nó nuôi một và nuôi mấy cái tay dưới hai, đừng hạn chế chiều cao, bây giờ trong gió quá trời đó. Gió nhiều không? Ừ. Mà nó cắt ngọn cái xong dễ ra bơi nhiều quá. Cái ra bơi này kia rồi nó không ấy, hồi bữa hổm này nó, tại nó nhấp nhấp ba cái nhánh ấy trong á, nó dễ ra quá trời bơi. Là anh đó xuống cắt cho chú à, có nguyên một đội luôn hay sao chú? Cũng nói chung ở đây như con cháu mình kia nó làm thù riêng trước á, mượn nó làm chứ tôi cũng chưa có gành về kỹ thuật làm cho bên thù riêng á. Mình chứ mình tưới thuốc này kia rồi thôi. Hàng tháng mình cứ phun xô rầy thôi á chứ. Ừ. Cái này cái tôi phun trễ phía này 20 mấy ngàn. Đó lẽ ra mấy đợt trước tôi rảnh tôi phun 12 ngày ha. Tôi cộng thêm đạm đậu nành ha, trời ơi nó lá nó bóng mà mướt mà nó thẳng gan. Mình không ở trên lá mình không xịt đạm cá hay chút không tại vì chưa dám tại vì ở bên con cũng có khuyến cáo là mình xịt một lít đạm cá một lít đậu nành ha. Tôi coi dạ coi, con xịt nếu mà trên lá thì chú xịt một lít đạm cá với 200 lít nước thôi rồi xong rồi chú phối vô thêm 250 gram hung mít là một lít hung mít chú chia ra được là 4 ha. Dạ là chú phun lên lá là lúc mà lá nó lụa lụa vậy nè là chú phun được rồi. Dạ dạ phun theo cơ động đó tại máy bay rồi cái là tôi xịt tôi sợ cái máy nó nhiều khi nó hơi có mùi đó nên tôi tính là dự định khoảng chừng 3-4 ngày nữa tôi kêu người ta xịt bồi dưỡng đạm cá đạm đậu nành gì lên á sẵn đó mình quơ gốc luôn mình đổ vô quơ gốc đi mình kết hợp mình xịt luôn. Tại vì cái này mình quơ gốc tại vì tìm ra cái tôi không có không tôi đi cắm bét như nó gom gom đợi á tại vì mình cắt học á nhiều khi mình quơ nó bét cái răng ra ngoài này quá sợ nó dư ấy nó ủ mình lên học này mình chưa kêu người ta làm không á nói chung là tôi chú ý là coi này kia đồ cái gì mình ba số mình muốn hết.
mình ta làm đâu nổi thôi, chứ mình coi. Như hồi xưa cái khoảng cách mét mình trồng là khoảng 9 mét không chứ? Cái này 8 mét à. Như hàng này là hàng đó 10 mét, 10 mét mà cây trồng sen trẻ đúng tính rồi. Ra còn 7 mét nha. Ừ. Có khoảng 7 mét. À, năm nay 4 năm mà nó còn chừng 2 mét nữa là nó gieo tán rồi nè. À, từ ngày mà nói chung mình đưa qua cái đạm cá đậu nành là thấy cái cây nó tương đối phát triển, mình thấy nó đạt á. Dạ, còn trước đó thì mình dùng... Trước là như dùng phân này kia, nó nói chung cái bộ lá nó không bao giờ đi bóng bằng cái... Mình dùng cái ba cái đạm cá, đạm đậu nành này. Dạ, trước đó thì chú dùng hóa học với lại phân nở hay như thế nào chú? Hóa học phân nở, chứ mà xịt ba cái bồi dưỡng kia rồi đó mà sao thấy nó không đạt không? Nhưng mà nó cũng dạng gốc hóa học đó đúng không chú? Ừ. Dạng bịch có sẵn rồi mình phối. Tại tôi bán nhiều khi tôi cũng bán thuốc này kia đó rồi quá, xịt ba cái bồi dưỡng kia rồi thấy nó không đạt bằng cái đậm cái đậm là mình xịt quá chừng 4-5 bữa anh thấy nó khác à. Chứ 4-5 bữa thôi. 4-5 bữa là thấy là lá nó khác. Cái ông kia ông xịt tôi mới lần đầu tiên tôi xịt của cô đó, tôi chưa xịt cái đậm đậu nành của cô nữa. Ở tôi xịt cái đậm đậu nành của người công ty khác. Yeah. Rồi sau này rồi bắt đầu tôi thấy đạm cá bên cô thấy ấy đó, rồi tôi mới xịt qua. Yeah. Rồi từ đó giờ chung mua, giờ con bên cô thì sẽ sẵn tới cử gãi đó, tới cử mình tưới á. Rồi cái này xung quanh đều có ai hỏi, thấy vườn lá mình mướt vậy có ai hỏi không? Có chứ, có nhiều khi người ta nói ô mà thấy ấy. Đó, còn mình đưa cái xịt trên chanh người ta thấy tốt thì sao mà, nhưng mà có cái hũ mít dính trái đó. Dạ. Hồi đó cây tôi đâu có cái chung cái tàn đâu có được như vậy đâu mà xịt vô cô thấy như mấy cái đá trong cậy kia đồ cô thấy không, đợt trước á thấy nó bành bành không, nó ngon lắm. Rồi như chú chuyển qua xài đậm cá là được bao lâu rồi chú? Mấy năm nó đâu mấy năm đâu, mới có tôi xài mới được có 2 lần à. Ừ. Vậy mà nó không được như bây giờ luôn hả? Hồi xưa cây không được. Đâu được. Nói chung là đá lẽ cái này là tôi xịt cái pha mờ xài luôn cái đạm cá ha. Tôi xài khoảng chừng 2 lần lên tới 2 tử rồi đó. Mà tại vì tôi chưa làm đó. Nó bị kết quả lâu rồi. Kết quả nó lâu rồi. 2 tháng mấy rồi hả? Tôi coi tôi đạm cá đó. Vậy hả? Rồi bắt đầu tôi mới coi rồi gối chú để này kia rồi đó. Thấy vậy rồi tôi chuyển qua bên cô tôi ấy luôn, tôi xài cô luôn. À, tháng 5 tôi dựng là tháng 4, từ tháng 4 đến tháng 8, 3 năm như cái cờ đọt nó được giờ nào mình làm giờ nấy á. Tính để cho nó bự bự một chút nữa đi. Tại cây của mình gì là bự lắm luôn rồi. Bự hả? Dạ, như miền Đông con thấy người ta cho bây giờ cây nhỏ hơn của chú nữa là người ta bắt đầu cho trái rồi. Chào cái này trước khi nó mới có 3 năm rưỡi á. Tại vì tôi nói chung là nó cũng có nhiều thứ đó gặp lại, là tại vì năm nay tôi không cái tôi làm đó, đang đầu tư mấy miếng kia đó. Rồi bây giờ chưa có cái thời gian cái rồi. Thôi để qua năm anh làm cho nó khỏe chút. Cho chung hiện tại bây giờ tôi cũng chưa có gành cái vụ mà cái kỹ thuật làm bông phù yên này đó. Yeah. Nhờ có mấy người mà làm trước hay là mấy đứa thị trường đó. Yeah. Nó chỉ thôi. Bữa mấy đứa thị trường nó hỏi, nếu mà năm nay chú có kẹt 4 tiền thôi chú làm đỡ đi. Thôi thì gán đợi qua năm đi. Ở cái cây mà chưa có nhấp ấy à, nó đẹp lắm. Để nhấp ra à, bù xù. Tại sao nó được nhấp rất nhỏ rồi á. Mà cái đợt mà tôi chụp hình, tôi gửi cô cái khoảng chừng cái đâu 2 tháng phải không? Rồi cái đó là cái bộ lá ngon lắm, đẹp lắm. Từ trước à, mà tôi gửi hình cho cô là tới nay tôi chưa có gửi phân gì chứ. Nhưng mà nó vẫn giữ được bộ lá trước nè.